Theo thống kê từ các ứng dụng gọi đồ ăn online, Việt Nam hiện nay đang có khoảng 20 triệu tài khoản hoạt động trên GrabFood, Shopee, Payment hay GoCheck. Báo cáo mới này của Google và Temasek về kinh tế số Đông Nam Á cũng cho biết, Việt Nam là thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất từ 18 tỷ đô la Mỹ năm 2021 lên 23 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm nay. Báo cáo này chỉ ra dịch vụ giao đồ ăn là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất, sau khi đại dịch, người dùng đã có những thói quen mới khi sử dụng dịch vụ này. Thậm chí có tới 60% người dùng internet cho biết đã đặt đồ ăn trực tuyến ít nhất một lần trong năm qua.